Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có một bài thánh ca có lẽ chúng ta đã nhiều lần nghe, mang tựa đề Giờ Này Đức Kitô Là Ai. Nội dung của bài thánh ca này rất sâu sắc, muốn nói với chúng ta rằng tin vào Đức Giêsu không phải chỉ có những lúc bình yên, nhưng cũng có những lúc phong ba bão tố của cuộc đời. Không chỉ có những buổi bình minh nắng vàng hoa nở, nhưng cũng có chiều đêm sương xuống và lạnh giá. Không phải chỉ có lúc bình an, phẳng lặng như mặt sóng biển khơi, nhưng cũng có những lúc bão tố nổi lên. Vậy Đức Kitô là ai khi tôi thành công, khi tôi thất bại? Đức Kitô là ai khi tôi gặp sóng gió của cuộc đời? Đức Kitô là ai khi tôi lần bước đi trong đêm tối? Và tác giả của bài thánh ca muốn nói với chúng ta rằng cần phải xác tín Đức Giêsu là ai trong những lúc gặp gian nan khốn khó của cuộc đời, để khẳng định chúng ta thuộc về Chúa, để khẳng định niềm xác tín của chúng ta, và đồng thời khẳng định một điều: chúng ta nhận Đức Giêsu là lý tưởng của cuộc đời. Bài hát ấy đơn sơ mà rất sâu sắc, lắng động tâm hồn, nhắc cho chúng ta suy tư, để rồi mỗi người chúng ta cần phải khám phá và tìm ra câu trả lời: giờ này Đức Kitô là ai khi tôi gặp giông tố của cuộc đời, khi tôi thành công, khi tôi thất bại, Đức Kitô là ai đối với tôi? Khi tôi xác tín được điều ấy, tôi sẽ ứng xử phù hợp với giáo huấn của Chúa Giêsu. Khi tôi hiểu được điều ấy, tôi sẽ làm những gì Chúa Giêsu đã dạy, mặc dù phải chấp nhận những thiệt thòi trong cuộc sống. Đức Kitô là ai? Đó là câu hỏi đặt ra trong đoạn tin mừng Thánh Matthew hôm nay. Các tông đồ là những người đã theo Chúa một thời gian khoảng 3 năm, nhưng khi Chúa Giêsu đặt câu hỏi này, các ông còn lúng túng. Có lẽ hôm nay một người nào đó đặt câu hỏi cho từng người trong chúng ta đang hiện diện nơi đây không đơn giản để chúng ta đưa ra câu trả lời. Đó cũng chính là tâm trạng của các môn đệ. Các ông liền nói với Chúa rằng
Người ta bảo Thầy là ngôn sứ Elia, người ta bảo Thầy là Gioan Tẩy Giả, người ta bảo Thầy là Jeremiah hay một ngôn sứ nào đó. Đức tin của các tông đồ dựa trên cái người ta đồn như vậy. Và đức tin của chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, cũng lại nhiều khi dựa trên những lời đồn của dân chúng. Và Chúa Giêsu không hài lòng với câu trả lời ấy, cho nên Chúa đã nói: còn các anh bảo Thầy là ai? Câu trả lời mà Chúa đang chờ đợi không phải dựa trên dư luận của quần chúng, không phải là một đức tin mơ hồ, nhưng là một khẳng định của mỗi cá nhân. Ông Phêrô đã thay mặt cho anh em để thưa với Chúa rằng: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu trả lời này nói lên cốt lõi đức tin Kitô giáo và xác tín vào sứ mạng cũng như thân thế sự nghiệp của Đức Giêsu. Nếu chúng ta có dịp hành hương về Roma, dừng chân cầu nguyện trước mộ Thánh Phêrô ngay trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô, thì phần trước mộ Thánh Phêrô có một tấm biển đồng, và tấm biển đồng ấy khắc câu trả lời của Thánh Phêrô mà chúng ta vừa nghe: Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, trong một xã hội quay cuồng bởi, ảnh hưởng bởi lối sống hưởng thụ và bởi thuyết tương đối, người ta có nguy cơ làm mọi sự, coi mọi sự đều chỉ là tương đối, không có gì là tuyệt đối cả. Và chính trong một bối cảnh xã hội mà bị ảnh hưởng bởi thuyết tương đối, cho nên nhiều Kitô hữu có nguy cơ có một đức tin tổng hợp, một đức tin nửa vời, một đức tin hời hợt. Và chính cuộc sống của họ với tư cách là người Kitô hữu cũng vì thế mà ảnh hưởng rất lớn. Họ không suy tư về Đức Giêsu. Một trong những điều nhận định về đời sống Kitô hữu ngày hôm nay, cũng như trong việc dạy giáo lý đối với các cộng đoàn tín hữu, đó là thiếu khía cạnh quy về Đức Kitô. Thiếu khía cạnh quy về Đức Kitô như là mục đích tối thượng của cuộc sống chúng ta. Chính vì thế mà lời Chúa đặt ra cho chúng ta hôm nay là những Kitô hữu chúng ta cần phải tìm hiểu Đức Giêsu là ai đối với mình. Vì hình ảnh của chúng ta về Đức Giêsu, kiến thức của chúng ta về Đức Giêsu như thế nào thì chúng ta sẽ sống như vậy. Kiến thức của chúng ta về Chúa Giêsu còn lỏng lẻo, nửa vời và hời hợt thì đời sống đức tin của chúng ta cũng lỏng lẻo, cũng hời hợt, và chúng ta cũng thấy dựa trên những lời đồn, những dư luận của quần chúng. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta hãy nhận ra Đức Giêsu là lý tưởng cuộc đời của mình để đi theo Đức Kitô làm môn đệ của Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, sau khi Phêrô tuyên xưng đức tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô chìa khóa nước trời. Ý tưởng về chiếc chìa khóa chúng ta cũng được nghe trong bài sách thánh thứ nhất trong ngôn sứ Isaiah, nói về việc Chúa trao chìa khóa cho một vị tể tướng vào một giai đoạn dân tộc Do Thái đang phải lưu đày. Qua việc trao chìa khóa này, chúng ta thấy hình ảnh của việc trao chìa khóa cho Phêrô. Trao chìa khóa cho ai là chúng ta trao quyền năng, trao trách nhiệm, và đồng thời chúng ta trao phó cả một gia sản cơ nghiệp. Chúa Giêsu trao chìa khóa cho Thánh Phêrô, đồng thời qua Thánh Phêrô để trao cho giáo hội. Giáo hội 2000 năm qua vẫn ý thức được sứ mạng của mình, nắm giữ chìa khóa vừa nói lên quyền năng, trách nhiệm, và đồng thời
cũng nói lên bổn phận của giáo hội phải quy tụ muôn dân để làm cho muôn dân trở thành gia đình của Thiên Chúa và cho họ được nhận ra Đức Giêsu là đấng cứu độ trần gian và là Thiên Chúa yêu thương đang luôn luôn hiện diện giữa chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin là một ơn ban, là quà tặng của Thiên Chúa. Chúng ta nhận được đức tin khi chúng ta chịu bí tích rửa tội hay là bí tích thanh tẩy. Đức tin cũng là một huyền nhiệm, bởi lẽ tin vào một đấng vô hình, tin vào một đấng thiêng liêng, tin vào một đấng đang hiện diện giữa chúng ta mà chúng ta lại không cảm nhận được bằng giác quan, bằng con mắt thể lý. Chính vì thế mà cần phải có đức tin. Thánh Phaolô trong thư gửi cho cộng đoàn tín hữu Roma nói với chúng ta, mầu nhiệm ý định của Thiên Chúa thật là sâu thẳm. Cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta có đức tin, để chúng ta bước vào cái hành trình huyền nhiệm ấy. Đời sống của người Kitô hữu cũng là một hành trình để khám phá liên tục những điều kỳ diệu Chúa làm trong cuộc đời và trong vũ trụ thiên nhiên, nhất là trong cuộc sống cá nhân của mỗi người chúng ta. Chính vì thế, đức tin vừa là khám phá, đức tin vừa là sự gặp gỡ, đức tin vừa là cuộc đối thoại đối với Chúa, và đức tin nhận ra những điều kỳ diệu Chúa đang làm cho cuộc đời mình. Đó chính là thông điệp mà lời Chúa hôm nay muốn gửi đến cho chúng ta. Trả lời câu hỏi Đức Giêsu đặt ra cho mỗi người, cần phải suy tư, đồng thời cần phải cầu nguyện, cũng như cần phải cố gắng bằng chính đời sống của mình. Câu trả lời Đức Giêsu là ai đối với chúng ta không phải là một công thức ngoài môi miệng, nhưng là một cuộc sống cụ thể trong mối tương quan đối với Chúa và trong mối tương quan đối với anh chị em chúng ta. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng.